Vâng, và hôm nay thì cũng đã sát bên Tết rồi. Em cũng tranh thủ đi một lối mấy hôm nay. Em rất bận công việc cưới xin cho con cháu. Và hôm nay tiếp tục thì em đang đứng ở phía ngoài của cơ sở Trung Kiên, cũng như rất quen thuộc của em. Thì cuối năm rồi cũng rất còn nhiều những kỷ niệm để lại, như chiếc mọc này các bác nhá, và những chiếc mọc nhỏ. Đấy, còn ở trong kia thì cũng có một chiếc mọc mới đưa về, rất đẹp. Đấy, cứ nếu bác nào mà cần mọc thì các bác cứ điện thoại cho em. Mọc lớn, mọc nhỏ, có những mọc rất đẹp các bác này. Mọc ngày 13 triệu các bác nhá. Rất đẹp, 13 triệu. Đấy, rất gọn ghẽ, rất đẹp, rất rẻ. Có 13 triệu. Đấy. Thứ hai, cái mọc này thì 25 triệu nhưng mà bớt khoảng 23 triệu các bác này. Đấy, thì cái kia là 75. Rồi, để không khí cuối năm các bác nhá. Không khí cuối năm thì rất bận rộn, tất cả các xưởng cũng như đâu đâu cũng vậy, đúng rất vội vã để mừng năm mới, đúng các bác. Những ngày Tết đến, đang chuẩn bị đến gần, và năm hết Tết đang còn đến, thì chúng ta đều là rất gì là nhộn nhịp trong lòng. Thì hôm nay Lê Tuấn cũng tranh thủ đi với chúng ta một chút về cơ sở của Trung Kiên, là đang có những chiếc xe Iki rất đẹp các bác này. Đấy, Isuzu rất đẹp. Thì chiếc Isuzu này là TS2210. Đấy, là đưa về đây thì đang còn chỉnh sửa lại một chút. Chỉnh sửa cái mọc này các bác này. Đây này. Cái mọc này nó ngắn mà bánh đôi mà lại 3 tấn. Cầu 3 tấn. Nhưng mà tiếc rằng là cái này nó ngắn quá, thì bây giờ nối ra thêm một đoạn nữa. Và tháo cái bánh này đưa ra đây cho đẹp thì thành cái Isuzu này. Và cái mọc này nó cân xứng, nó rất đẹp. Thứ hai nữa là lên đây là có 2m2 các bác này. Mà giờ đưa đây ra 30 phân nữa là thành 2m5 là nó đẹp, cái dài. Thứ hai là đưa lên đây, đôn lên đây khoảng tầm 30 phân nữa là nó đẹp luôn. Là thành một cái mọc đẹp. Đấy, đẹp cực kỳ. Vâng, và để đang còn quay thì các bác biết không, em có điện thoại. Cho nên tạm ngưng trong giây lát và để tiếp tục cho các bác là em vẫn đang nói các bác này. Cắt đây này, đưa về bên này. Thì thành một cái mọc rất đẹp các bác nhá. Còn nếu để này nó xấu, đây này, để như thế này này, đó. Và thấy không, nó xấu, nó ngắn, có 2m2. Thì rộng 2m22 thì bây giờ rộng 2m23 là đẹp nhất các bác nhá. Đấy, rất mong các bác nào cần thì điện cho em và em dẫn các bác lên để mua. Còn chiếc xe này thì phải nói cực kỳ là đẹp, đầu như đầu bãi các bác nhá. Không có gì để nói hết, xe này là cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đấy. Xe Isuzu TS2210 các bác nhá. Này, đầu đẹp này. Đấy. Gọi là đầu như hàng bãi. Các bác không cần phải lo nghĩ bao cho các bác luôn. Nhà vỏ này rất đẹp này. Đó, vỏ là đi 11224. 11224. Còn máy là mộc bạc cực kỳ như hàng bãi. Có yên đàng hoàng. Đẹp quá nhá. Đây, rất đẹp này. Dàn lông thì hết thuốc luôn. Các bác không phải chê dàn lông một điểm nào. Có mùi cho các bác đây. Rồi, và bây giờ tiếp tục là nới ra đến đây cho các bác này. Rất đẹp này. Đấy, nới ra nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác. Nới ra. Rồi, đây. Ốp vào đây vào cho chắc luôn này. Đấy, ốp vào cho chắc này. Đấy, và tiếp tục đi tiếp một cây vào đây nữa. Các bác nhá. Đây này. Đi tiếp cho các bác một cây vào đây như thế này. Đó. Và cuối cùng là lên trên này 40 phần nữa các bác nhá. Và đi bắt cáo là tuyệt đẹp. Tức là không còn gì để nói với cái mọc này. Và giá cả thì em nói bác là cái 50 triệu các bác nhá. 50 triệu, 55, nhưng mà bây giờ em đã làm việc khoảng 50 triệu. Ai mua trong Tết là 50 triệu. Bánh đôi rất đẹp đây. Cầu 3 tấn đó, cái cầu 3 tấn này các bác nhá. Cái cầu này 3 tấn bánh đôi đẹp không nha. Nhíp này, nhưng mà nó không ăn với cái mọc này. Bởi vì cái mọc này đã chiều ngang là 2m, mà chiều dài 2m2, nó vuông, nó không có đẹp. Thì bây giờ nới rộng ra. Đấy, nới dài ra nó đẹp. Và nới cao lên một tí là các bác chạy hết thuốc luôn. Em nói các bác chạy 7 tấn là cứ tăng 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 luôn, đúng không? Tăng 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 tăng. Đấy, em nói các bác là không còn gì để nói với cái xe Isuzu này. Rất mong các bác nào phong thủy mà muốn ăn Tết đêm hôm nay về nhá, thì bác alo cho em. Đấy, trong vòng sửa một tí là xong rồi. Còn đang riêng nguyên bản. Đấy. Không có gì để nói hết với em Isuzu này.
Nếu ăn Tết năm nay mà bác nào đang còn cần một chiếc để qua năm đầu quân cho năm Nhâm Thìn thì các bác hãy mua em này về để nó ăn Tết, tắm rửa sạch sẽ, đúng không? Rồi bắt đầu năm nay ăn Tết to với em Isuki này bác nhá. Đấy, và cuối cùng thì em cũng đã lên cho các bác một siêu phẩm Isuki. Vậy và đứng bên em Isuki này là một em Ford cực kỳ đẹp, để các bác này. Đấy, 145 triệu, rất rẻ, vỏ to đẹp. Đấy, vỏ là đi 18-430, làn lông cực kỳ đẹp luôn, máy zin, ô lông zin và một cái mọt. Tuy rằng nó không có thắng hơi nhưng mà cực kỳ là đẹp, rất tuyệt vời cho các bác. Và tiếp tục em Isuki này các bác nhá, 50 triệu cho các bác. Đấy, nới ra cho các bác rất đẹp, không có gì để nói. Riêng em Isuki này thì các bác không cần nổ máy, em bao giờ các bác hết luôn. Đấy, số đàng hoàng này. Đấy, số vào. Ok. Đấy, và cuối cùng thì cho em xin chân thành cảm ơn các bác nha. Và hẹn lại các bác video sau. Đấy, chuẩn bị đến Tết các bác luôn luôn cẩn thận trên bước đường làm ăn. Còn mấy ngày nữa là đến năm mới rồi nha. Chúc sức khỏe các bác. Rồi, hẹn lại các bác video sau các bác nha. Chúc các bác ăn Tết mạnh khỏe. Có em này nữa về thì tuyệt vời. Không có gì hơn.